Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trong cái vlog của tôi lại có một cái tiết mục đặc sắc nữa, đó là đời sống của người Hàn Quốc. Tôi nghĩ rằng là cái việc mà có thêm cái danh sách khác trong cái chương trình của tôi sẽ giúp cho quý vị và các bạn ở những cái vùng miền khác nhau, ngoài những cái luật nó khô khan, thì quý vị và các bạn còn thêm những cái màu sắc của đất nước Hàn Quốc. Tôi cho rằng là khoảng 90% những người xem vlog của tôi là người Việt Nam. Như vậy thì tôi cũng muốn cho quý vị và các bạn xem một cái chút về cuộc sống của người Hàn Quốc. Cái vlog đầu tiên của tôi có tên là Tết Đoan Ngọ ở Hàn Quốc. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn biết rồi, ở Việt Nam mình thì có lịch dương lịch và âm lịch, thì ở Hàn Quốc thì cũng có cái lịch gọi là lịch dương và lịch âm. Thì giống như năm 2017 năm rồi thì tôi cũng có dịp đến Hàn Quốc, thì tôi thấy rằng là giữa Hàn Quốc và Việt Nam có những cái nét rất là tương đồng về những cái phong tục, dĩ nhiên có những hơi khác nhau. Tuy nhiên tôi cho rằng cái điểm giống của Tết Đoan Ngọ Hàn Quốc và Tết Đoan Ngọ Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn một chút thông tin về Tết Đoan Ngọ ở Hàn Quốc, quý vị và các bạn nhé. Thưa quý vị và các bạn, Tết Đoan Ngọ là một trong ba dịp Tết truyền thống lớn nhất của Hàn Quốc, cùng với Tết Nguyên Đán và lễ hội Trung Thu. Đó là một cái lễ hội truyền thống có lịch sử hơn 1.000 năm của Hàn Quốc, và mới đây các tổ chức khoa học, giáo dục văn hóa của Liên Hiệp Quốc, còn được gọi là UNESCO, công nhận kiệt tác mới của thế giới, di sản văn hóa phi vật thể được truyền khẩu, tức là truyền miệng đó quý vị và các bạn. Ban đầu thì Tết Đoan Ngọ được tổ chức để mọi người cùng chia sẻ với nhau những món ăn truyền thống, cùng với mục đích giữ gìn sức khỏe, vóc dáng cho mùa hè. Đây cũng là một cái điểm để mà nghi thức cầu nguyện cho một năm mùa màng bội thu, giống Việt Nam quý vị. Thậm chí cho đến nay, các lễ hội truyền thống và các sự kiện dân gian được tổ chức trước khi thời gian Tết Đoan Ngọ vào ngày 5 tháng 5 âm lịch, giống Việt Nam quý vị và các bạn ha, để kỷ niệm và chuẩn bị cho Tết Đoan Ngọ diễn ra ở thành phố lớn. Với cái nét độc đáo của văn hóa cũng như đặc trưng khác biệt về nghệ thuật, Tết Đoan Ngọ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể trong số 13 đã có công bố kiệt tác di sản truyền miệng và phi vật thể nhân loại vào ngày 25 tháng 11 năm 2015. Với người Hàn Quốc thì biểu tượng của sức mạnh, sự cường tráng, lễ diễn ra vào ngày 5 tháng 5 âm lịch hàng năm. Sau khi thu hoạch lúa mạch và bắt đầu cấy lúa, đây là lúc người dân Hàn Quốc cầu nguyện cho một mùa màng bội thu không bị sâu bệnh phá hoại. Thưa quý vị và các bạn, những cái đặc trưng của Hàn Quốc đó là món bánh truyền thống. Cái thứ hai nữa là cây diên vĩ.
mía này sắp tới đấy rồi. Khu vực đông người, người ta làm một cái cầu qua đường như thế này đó. Ở Việt Nam người ta khu vực đông người làm cầu qua đường cho những người ta đi qua đường tránh xe cộ. Người thấy đẹp không? Ở ngoài đường quốc lộ, đường lớn. Mình đang ở chợ của một người quốc lộ vừa ăn bắp vừa nói. Con mình thì đã vừa ăn uống cola mãng cầu. Hả Mỹ có một chiếc măng cầu. Măng cầu.도련님으로 한번 들어볼게요. 우리 대구에서 활동 중인 우리 가수 한 분이 우리 축하 무대로 나왔습니다. 도련님 갈게요. 안녕하세요. 반갑습니다. 좋은 시간 되세요.
quý vị và các bạn, trên đây là một trong số các cái hoạt động vào ngày Tết Đoan Ngọ 5 tháng 5 âm lịch tại Hàn Quốc, và cũng muốn đưa cho quý vị và các bạn một cái góc nhìn của người Hàn Quốc. Nếu quý vị và các bạn thấy Tết Đoan Ngọ ở Hàn Quốc hay thì hãy share like cho mình nha và để lại comment. Sắp tới thì mình sẽ làm thêm một cái đời sống người Hàn Quốc cho quý vị và các bạn xem, để quý vị và các bạn trong cái góc nhìn của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta nó sẽ không quá khô khan. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem cái video của mình từ đầu cho đến thời điểm này. Xin trân trọng cảm ơn.